chỉ để y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho con mai nâng tư hàng ngày và tha nợ chúng con như ông con tha cái con nợ chúng con như chớ đây ông con là chớ răm dỡ ô những khi ông con là khỏi sự giữ. Amen. Tôi thỉnh kinh Đức Chúa Trời là cha phép ta vô cùng dựng lên trời đất. Tôi thỉnh kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống tái sinh với bà Maria đồng trinh chiếu năm đời quan vong siêu phi la tô chiếu đông anh trên cây thanh giá chết và tăng sáng xuống ngục tổ tâm ngày thứ ba bởi trong thể chết và sống lại lên trời ngờ bên yêu đơn Chúa Cha phép tăng vô cùng ngày sau với trời ngày xuống ban xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tìm kinh đưa Chúa Thánh Thần, tôi tìm có hội thánh hàng có ở con thế này các thánh thông cầu. Tôi tìm phép tha tội, tôi tìm xác ngoài người ngày sau sống lại, tôi tìm hạng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp và con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất thì một khi bị phá hủy đi theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn còn một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về. Nghi thức độc quan giờ đây nhắc chúng ta nhớ rằng linh hồn của chủng Giuse đã rời ngôi nhà trần gian để về ngôi nhà vĩnh cửu đời đời, đã lìa bỏ thân nhân gia đình để về với ba ngôi Thiên Chúa. Với lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta phó dâng cho linh hồn của chủng Giuse trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa toàn năng. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đời trông Chúa nhận đời. Chúa yêu Chúa chấp tội, Chúa ơi. Nào ai đứng vững thành thơi nhưng cha khoan muôn dân muôn tin thờ. Từ sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đời trông Chúa nhân từ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hãy đến với ta hết thảy những kẻ lao nhọc và gánh nặng và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của ta và mình và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, mà các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, vì ách của ta êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Này Chúa Kitô, hỡi Thánh Chúa. Anh chị em thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao nhiêu đau khổ của chúng ta và hãy tha thiết cầu xin. Xin cộng đoàn đáp, lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bâng lừng
khi phải đối diện với mầu nhiệm sự trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa ở lại cùng chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc linh hồn cùng đức chịu mến của cụ chủ Giuse, xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như những người bị mất mát, hay như những kẻ chỉ nuối tiếc chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúa hàng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Giờ đây xin mọi người trong gia đình chúng ta đi vòng quanh linh cữu của cụ để vì cụ lời cuối. Xin là thank you.